Nguyên Bảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả cùng với tất cả các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình Đối thủ xứng tầm nhé. Thưa quý vị, ở mỗi tập phát sóng thì chúng ta có dịp là gặp gỡ nhiều thí sinh. Mỗi bạn sẽ có một màu sắc cũng như là một cá tính riêng biệt. Nhưng mà Nguyên Bảo tin chắc rằng khi mà các bạn đến tham gia game show Đối thủ xứng tầm nhí này, các bạn sẽ có chung một niềm đam mê, đó chính là yêu thích thể thao. Quả đúng là như vậy. Nhưng ngoài yêu thích thể thao ra thì trò chơi này các bạn còn được thử thách và được rèn luyện khả năng tập trung, sự tư duy nhanh nhạy. Và em nghĩ những điều này rất tốt cho các bạn trong quá trình học tập cũng như đời sống hàng ngày nữa. Chính xác là như vậy. Ngoài những cái yếu tố đó thì cái bí quyết của riêng các bạn còn là một yếu tố rất là quan trọng để giúp cho các bạn giải quyết ma trận thành công nữa đó anh Bảo và chị Oanh. Thì chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì khi mà đồng hành cùng với tất cả các bạn thí sinh thì anh quan sát là anh thấy là mỗi bạn sẽ có một bí quyết riêng, một chiến lược riêng. Quan trọng là các bạn tới đây với một tinh thần là chiến đấu hết mình. Kính thưa quý vị, và bây giờ trước khi gặp gỡ những thí sinh để chúng ta xem những đối thủ ngày hôm nay có xứng tầm hay không và các bạn sẽ chiến đấu như thế nào, bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với tất cả các bậc phụ huynh để xem họ có những chia sẻ hay là những dặn dò gì cho con em của mình trước khi phần đấu diễn ra không nhé. Xin mời kết nối đến từ MC Tuyết Oanh. Xin được cảm ơn MC Nguyên Bảo rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì anh đã có mặt tại khu vực khán đài để cùng gặp gỡ và ngồi bên cạnh cùng chia sẻ những cảm nghĩ của phụ huynh hai em Văn Khanh và Tiến Dương. Đầu tiên là mẹ của Văn Khanh. Trước khi đến với phần thi này, khi mà đã biết được rằng mình bước vào vòng trong rồi thì không biết Văn Khanh ở nhà có chia sẻ với chị những mong mỏi hoặc là những điều gì mà em ấy đang còn hút mắc không chị? Bữa đó nó về thi nó nên là con quyết tâm con lấy tiền 20 ngàn ngủ không được. Sao? Giờ nó thi lên thấy lại gặp bạn cũ hôm trước nữa. Dạ, điều đó chứng tỏ là hai em ấy có duyên với nhau quá đúng không chị? Nhưng mà em nghĩ là mặc dù là đối thủ cũ, tuy nhiên hôm nay đã là một chương trình khác thì chắc chắn chiến thuật của các bạn buộc lòng phải thay đổi. Thì không biết là Văn Khanh ở nhà có trăn trở hoặc là có lo lắng điều gì về điều đó không chị? Không. Nó nói là con biết đường đi rồi, tự nó làm chứ còn mẹ với ba không. Nó tự coi, nó tự hiểu, nó tự làm. Có nghĩa là đây là một anh bạn khá là tự chủ và chủ động trong mọi việc. Và hy vọng rằng điều đó sẽ đem lại thành công cho em nhé Văn Khanh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với gia đình của Tiến Dương. Thưa anh, thì anh có thể chia sẻ với em cũng như là khán giả của chương trình được biết là Tiến Dương đã chuẩn bị như thế nào trước khi đến với trận thi ngày hôm nay? Nói chung là cuộc thi vừa rồi Tiến Dương đã rút được ra cái kinh nghiệm. Rồi về thì Tiến Dương cũng dành một thời gian để mà tập luyện. Tức là ba thì cũng có làm những cái Rubik, nhưng mà không phải là bằng Rubik vuông mà là bằng lốp xe ô tô. Chồng ba cái vào nhau để cho Tiến Dương lật và vận động cơ cho nó vào trong vòng trong là có tự tin và chiến thắng. Wow, một sự chuẩn bị và một sự đầu tư hẳn hoi. Có nghĩa là ngoài việc tập để giải những ma trận khác nhau trên giấy ra thì đó là một bài tập bổ sung thể lực cho bạn đúng không anh? Đúng rồi. Còn bây giờ thì trước khi đến với phần thi của con trai thì anh hãy dành cho Tiến Dương những lời động viên cổ vũ cũng như những chia sẻ. Bà sẽ chúc Tiến Dương cố gắng và tự tin chiến thắng. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Và với chia sẻ vừa rồi của ba thì chị tin rằng Tiến Dương sẽ thể hiện thật tốt và sẽ thật là yên tâm, bởi vì bạn sẽ luôn là niềm tự hào của gia đình. Và bây giờ chị ơi, chị có thể gửi một đôi lời động viên dành cho Văn Khanh trước khi bắt đầu phần thi. Khanh ơi, con tự cố gắng lên nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại sân khấu kết nối với MC Nguyên Bảo và MC Thúy Vi. Kính thưa quý vị khán giả, phải nói là với những chia sẻ của tất cả quý vị phụ huynh, một bạn thì tự thân vận động, tự lập, không cần sự hỗ trợ của ba mẹ khi đến với cuộc thi ở vòng thứ hai này. Còn một bạn thì được sự hỗ trợ của ba để thay thế những khối Rubik bằng một lớp xe hơi để vận động và tập trước ở nhà. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ hai chú ngựa chiến này để xem hai bạn ấy thể hiện ra sao nhé. Một tràng pháo tay thật lớn cho bạn đầu tiên, Tiến Dương và Văn Khanh. Wow, có vẻ là chiều cao ngang vừa bước ra là anh thấy là hai chú ngựa chiến của chúng ta ngày hôm nay là phải nói là hình thể là ngang nhau rồi đó. Về chiều cao ngang nhau nè, nói chung là cũng xem đúng không, 9-10 với nhau thôi. Rồi bây giờ trước khi phần chơi diễn ra thì bây giờ anh Bảo muốn hỏi bạn là ngày hôm nay ma trận này ở nhà thì mình đã tính toán trước chưa? Và mình đã có chơi thử nhiều lần trên giấy chưa?
Dạ, chơi thử nhiều lần trên giấy và tập trước ở nhà. Có tập trước luôn, giống như ba chia sẻ là mình sử dụng lớp xe. Gần giờ sử dụng mà cái lớp xe hơi thay cho những cái khối robot này đúng không? Dạ. Vậy là những cái lớp xe hơi đó thì em thấy là cái lớp xe nặng hơn hay là khối robot này nặng hơn? Lớp xe nặng hơn. Lớp xe nặng hơn. Wow. Nhưng mà ở nhà chắc là cũng phải có một cái sân rộng lớn lắm mới bày ra được một cái ma trận sử dụng cái lớp xe chơi như vậy đúng không? Wow. Wow, một sự đầu tư rất là chỉnh chu và chu đáo cho phần thi ngày hôm nay thưa quý vị. Chúc cho em thành công nhé. Còn Văn Thanh thì sao? Đối với Tiến Dương thì sử dụng lớp xe này giải ma trận trên giấy. Còn em đã chuẩn bị gì cho phần thi của mình chưa? Dạ, em chỉ giải ma trận trên giấy thôi. Wow, giải ma trận trên giấy. Em có ngại là về sức lực mình sẽ thua bạn Tiến Dương không? Dạ không, chơi chỉ cho vui. Khi đến đây thì tất cả các thí sinh của chúng ta đều chia sẻ là chơi cho vui. Nhưng mà còn thắng thua thì chúng ta tính sau. Nhưng mà theo như mẹ của em chia sẻ thì là ở nhà là mình không cần sự hỗ trợ của ba mẹ luôn. Tự thân vận động, tự tính toán hết luôn hả? Như vậy thì em có tự tin 100% vào những cái chiến lược mà mình tự đưa ra không? Tự tin. Tự tin. Nếu như bây giờ cả hai thí sinh đã tự tin rồi thì mời hai bạn quay trở về điểm xuất phát của mình. Xin mời. Và bây giờ trận đấu giữa hai chú ngựa chiến này xin được phép 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên. Wow, 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 wow. Kính thưa quý vị, ngay giữa phút đầu tiên thì chúng ta cũng đã thấy sự nhanh nhẹn, sự năng động của mình. Thì Tiến Dương cũng đã di chuyển khối Rubik đầu tiên để chặn đường đối thủ. Và có lẽ như là cả hai thí sinh rất bình tĩnh và họ đã có tính toán sẵn từng đường đi nước rút của mình từ trước. Cố lên, đúng rồi, không được đi đường tắt, cố lên, cố lên, cố lên. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Khối Rubik thứ 3, khối Rubik thứ 3 đã hoàn thành rồi thưa các bạn. Và tỷ số bây giờ đang nghiêng là 3-1 cho bạn Văn Thanh thưa quý vị. Vâng, và liệu không cần lớp xe hay bất cứ cái gì khác thì liệu Văn Thanh có chiến thắng được Tiến Dương trong cuộc thi này không? Chúng ta hãy cùng nhau chờ trong cuộc thi nhé. Theo như tôi quan sát thì rất điềm tĩnh so với những thí sinh trước. Và cả hai bạn phải nói là ngang tài ngang sức và cái thể lực của cả hai bạn đều như nhau. Khi mà di chuyển những khối Rubik thì tôi thấy là rất nhẹ nhàng, rất điềm tĩnh. Và bây giờ tỷ số đang là 3 đều cho bạn Văn Khanh và bạn Tiến Dương. Wow, chỉ trong chốc lát thôi mà tỷ số đã được nâng lên 3 đều. Wow, wow, rất là ngang tài ngang sức. Liệu ai sẽ giành chiến thắng, Văn Khanh hay Tiến Dương? Chúng ta hãy cùng nhau xem nha quý vị. Và ở những giây phút gần cuối như thế này, bắt đầu tôi thấy cái sự rối bời của phía thí sinh là Văn Khanh. Không biết là phía Văn Khanh bây giờ chúng ta đang bị rối đường đi à? Chúng ta đã bị bạn chặn đường đi đúng không? Thưa quý vị, một chiến lược đã được tính toán sẵn từ trước. Và phía Tiến Dương đã dùng một khối Rubik của mình để chặn đường đi. Liệu Văn Khanh có giải được và bây giờ cái mưu mẹo này từ Tiến Dương hay không? Rồi. Có vẻ như là cả hai thí sinh của chúng ta rất điềm tĩnh và họ đang giữ vững phong độ của mình. Đường đi đã được. Và nếu như mà Tiến Dương khóa cửa, khóa đường đi của bạn thì bây giờ anh ấy cũng đã mở ra lại cố đường lên. Đi mới. Cố lên. Cố lên. Và khối Rubik thứ 5 đã về đích với Tiến Dương thưa quý vị. Những chặng đường cuối cùng, những khối Rubik cuối cùng. Vâng, và chúng tôi đã thấy và khối Rubik cuối cùng. 3, 2, 1, Văn Thanh. Và thế là
Phần thi của hai người chiến Văn Khanh và Tiến Dương đã khép lại với chiến thắng nghiêng về cho Tiến Dương. Thì không biết lúc này cảm nhận của gia đình hai bên, mặc dù dĩ nhiên trong bất cứ cuộc thi nào cũng sẽ có người thắng và có người thua, nhưng quan trọng nhất là tinh thần của những người chơi và hơn nữa là tinh thần của những người đang ngồi đây và ủng hộ. Không biết lúc này mẹ của Văn Khanh chị có những chia sẻ gì muốn gửi đến con trai của mình không ạ? Chơi vui thôi chứ giờ bạn thắng thì cũng mừng cho bạn thôi chứ không có gì. Nên là nó rút kinh nghiệm lần sau. Chứ còn giờ mẹ không biết nói gì cũng vui thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của người cha đã dành rất nhiều những công sức để đầu tư cho sự chuẩn bị của con. Bây giờ anh đang cảm thấy như thế nào ạ? Thật sự là anh rất là hạnh phúc là khi cháu nó đã về đích sớm. Thì nói chung là cái sự đầu tư cho bé là có, gia đình có sự đầu tư. Nên là cháu thì nó cũng rất là nghe, chịu khó nghe ba và học hỏi các chú nữa. Cho nên là bé cũng rất là tự tin và về đích như vậy. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và em nghĩ rằng sau cuộc thi ngày hôm nay em ấy giành chiến thắng thì chắc chắn rằng sự đầu tư đó cần phải được đẩy mạnh hơn nữa, cần phải triển khai nhiều hơn nữa để chuẩn bị cho Tiến Dương có thể bước vào những vòng thi tiếp theo một cách tốt hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sân khấu và một lần nữa kết nối với MC Nguyên Bảo và MC Thúy Vi. Như những gì anh quan sát, anh theo dõi cả hai bạn thí sinh của chúng ta, hai chú người chiến ngang tài ngang sức với nhau, các bạn rất điềm tĩnh, kể cả những giây phút cuối cùng, những khối Rubik cuối cùng, các bạn cũng đẩy rất từ tốn. Thậm chí là cả hai bạn còn dừng lại hai khối Rubik ở đây để nghỉ ngơi, dưỡng sức cho mình nữa mà. Cái này là ở nhà mình chuẩn bị trước, bây giờ không uổng công mình đã bỏ ra thời gian tập luyện đúng không? Em cảm thấy rất xứng đáng về kết quả thi đấu của em hôm nay. Ừ. Dạ, em cảm ơn ba đã hỗ trợ em làm những vỏ bánh xe để hỗ trợ em để em được đạt kết quả. Wow, dễ thương. Một lời cảm ơn dành cho ba của em Tiến Dương thưa quý vị. Anh Bảo ơi, em thấy cái vỏ xe của ba Tiến Dương và Tiến Dương chuẩn bị rất là lợi hại nha. Đó, nhờ cái lớp xe mà Tiến Dương hôm nay mới chiến thắng đó. Còn phía bên đây, mặc dù là chúng ta chỉ về sau hai khối Rubik, nhưng mà anh thấy là bạn ấy cũng đã nỗ lực hết mình. Ngay từ những giây phút đầu tiên thì bạn cũng đã di chuyển những cái khối Rubik rất là nhẹ nhàng, giống như là những cái đường đi của mình đã tính sẵn từ trước. Nhưng mà vì cuộc thi nào thì cũng sẽ có người về trước, người đi sau. Nhưng mà quan trọng là mình cảm thấy mình hài lòng với phần thi của mình ngày hôm nay là được rồi đúng không? Kính thưa quý vị, như vậy là trải qua vòng song đấu đầu tiên thì chúng ta cũng đã tìm ra được một tên chiến thắng, đó chính là Tiến Dương. Như vậy ở vòng song đấu tiếp theo thứ hai này, các bạn ấy có quyết liệt và có những chiến lược riêng cho mình hay không? Câu trả lời sẽ có sau vài phút giải lao. Kính thưa quý vị, và bây giờ trước khi đến với màn song đấu thứ hai, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với phụ huynh của hai chú ngựa chiến tiếp theo sau đây để xem họ có những dặn dò gì cho con em của mình trước khi bước vào sàn đấu không nhé. Xin mời kết nối đến từ MC Tuyết Oanh. Và thưa quý vị, thì lúc này Tuyết Oanh đang ở đây để cùng tận hưởng bầu không khí hồi hộp và cũng như là rất mong mỏi, mong chờ được nhìn thấy phần thể hiện tài năng của hai em Thành Vinh và Minh Đức. Trước khi đến với phần thi của con trai mình, anh có những cái điều gì muốn nhắn nhủ và gửi đến cho con ạ? Cha tin rằng con sẽ làm được Minh Đức. Con cố gắng lên. Đó là niềm tin của một người cha đang ngồi trên khán đài. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một vị phụ huynh là một người chị. Đây là chị của thí sinh Thành Vinh. Thì không biết lúc này em đang cảm thấy như thế nào? Dạ, em cũng rất là hồi hộp, lo cho em ấy. Bình thường thì ở nhà hai chị em có thân thiết với nhau không? Dạ, là rất thân chị. Chị có hiến kế cho em mình để có thể tham gia thật tốt phần thi không? Về mặt chiến thuật thì đa số là Thành Vinh nó tự tìm ra đường đi. Đây cũng là một anh chàng khá là chủ động. Và chị mong rằng sự hỗ trợ từ người chị của mình cũng như sự chủ động của em sẽ giúp cho em thành công trong phần thi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với sân khấu cùng kết nối với MC Nguyên Bảo và MC Thúy Vi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ ngay tại sân đấu này để xem hai bạn ấy có chuẩn bị cho mình những chiến lược gì trong đầu trước chưa nhé. Và bây giờ một tràng pháo tay thật lớn cho bạn Minh Đức và Thành Vinh. Anh muốn hỏi Minh Đức trước, khi mà em biết được đối thủ của mình ở vòng thứ hai này là bạn Thành Vinh thì em nghĩ như thế nào? Em có nhận xét gì về đối thủ của mình? Dạ, em có nhận xét là đối thủ mình chắc cũng sẽ ngang tài ngang sức. Ngang tài ngang sức. Và em có nghĩ đây có thể là một đối thủ đáng gườm với mình không? Dạ có à. Có hả? Như vậy là có e dè trước bạn không? Dạ, cũng một chút xíu. Một chút xíu thôi. Wow, còn về Thành Vinh thì sao? Dạ là thì
Chiến lược của em là phải luyện tập thể lực nhiều và quan sát ma trận thật kỹ để tìm ra được đường đi nhanh nhất. Ở nhà em có hay luyện tập ma trận trên giấy không? Dạ có. Thưa quý vị, nói chung là cả hai thí sinh ở vòng song đấu thứ hai này, hai bạn ấy đã chuẩn bị cho mình rất kỹ lưỡng và đã tìm ra được đường đi nhanh nhất để chiến thắng. Nhưng mà quan trọng, bây giờ chúng ta quan sát thực tế ngay tại sàn đấu này để coi ai sẽ có 6 khối Rubik về đích trước nhé. Mời hai bạn về vị trí của mình. Và bây giờ, màn song đấu thứ hai giữa hai thí sinh Minh Đức và Thành Vinh. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên nào, kính thưa quý vị, ở những giây phút đầu tiên phải nói là chúng ta thấy được sự hiếu chiến của cả hai thí sinh. Các thí sinh của chúng ta dường như đang vận dụng hết tất cả các thể lực của mình. Và các bạn cũng nên nhớ là đó là một lợi thế chỉ ở ban đầu thôi. Chúng ta phải biết là phân bổ thể lực đều cho cả 6 khối Rubik để những khối Rubik sau chúng ta sẽ không bị đuối sức dần các bạn nhé. Quý vị đã thấy được Thành Vinh đẩy được một khối Rubik đầu tiên về phía đích đến của mình. Và bây giờ thì Thành Vinh rất là nhanh nhẹn để thực hiện tiếp khối Rubik thứ hai. Và phía trước mặt chúng tôi bây giờ là cả hai khối Rubik cho hai bạn thí sinh. Và theo như quan sát trước mặt của chúng tôi bây giờ là hai khối Rubik đã về đích cho bạn Minh Đức và bạn Thành Vinh. Cẩn thận, những khối Rubik sẽ rơi ra ngoài. Bên kia. Đây thật sự đúng là một ma trận khó luôn. Mặc dù là những thí sinh của chúng ta đang rất cố gắng và nỗ lực để tìm ra được đường đi nhanh nhất về đích, nhưng các bạn cũng nên nhớ là không được vi phạm luật chơi, cũng như là không được bước xuống cỏ, cũng như là đi tắt, đi chéo và di chuyển những khối Rubik qua trái, qua phải các bạn nhé. Bình tĩnh Minh Đức ơi, đó là lời mà ba em đang muốn nhắn gửi đến em. Hãy bình tĩnh và tự tin. Thưa quý vị, ở những giây phút cuối cùng phải nói là chúng ta đã đi được 2/3 của chặng đường. Và bây giờ khối Rubik thứ 5 đã về đích với bạn Minh Đức. Chỉ còn một khối Rubik cuối cùng nữa thôi là chúng ta cũng sẽ tìm ra một tấm vé có thể thông hành ở những vòng thi tiếp theo là ai rồi. Và bây giờ và Thành Vinh đang thực hiện bên khối Vinh Rubik thứ 5 lực, đang hết và khối Rubik cuối cùng Rubik. Cả hai bạn đều đi thực hiện khối Rubik cuối cùng, thưa quý vị. 3, 2, 1 hoàn thành. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua hai vòng thi song đấu thứ nhất và thứ hai, chúng ta cũng đã tìm ra được hai tấm vé phải nói là có cơ hội thông hành ở những vòng thi sau, đó chính là Tiến Dương và Minh Đức. Thưa quý vị, và bây giờ trước khi đến với vòng thi thứ ba, cũng là một vòng đối đầu giữa hai thí sinh đã chiến thắng là Tiến Dương và Minh Đức. Ở vòng này chúng tôi sẽ không loại trực tiếp, nhưng nếu ai là người chiến thắng, người ấy sẽ có cơ hội cũng như là lợi thế của mình trên vị trí của bạn tổng sắp và sẽ biết được đối thủ của mình là ai ở những vòng thi loại trừ tiếp theo. Và trước khi đến với vòng thi này thì tất cả quý vị cũng đừng chuyển kênh nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút giờ nào. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn nhỏ, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Đối thủ xứng tầm nhí. Anh Bảo ơi, không hiểu tại sao cứ mỗi lần mà đến cái vòng 3 này là em cảm thấy hồi hộp ghê gớm lắm. Anh thấy là vòng thi này là vòng thi thoải mái nhất cho tất cả các bạn thí sinh. Bởi vì tất cả các bạn không cần phải vận động nhiều về cái phần thể lực đó. Đồng ý với anh là không vận động, không cần phải dùng tới thể lực nhiều. Nhưng mà em rất là hồi hộp, tim em cứ đập thình thịch mỗi lần mà em đang đứng ở bên này nè, khi các bạn đặt những cái quân cờ xuống phía dưới. Trong đầu em cứ vang lên rằng sao vậy? Nhắc bạn đó đi, bởi vì có những cái quân cờ không hợp lý nhưng mà mình không có nhắc. Cái này là nhắc về vấn đề này là anh đồng quan điểm với em. Tại vì sao? Có nhiều cái quân cờ đi á, nhiều khi là mình thấy được cái đường đi rồi nhưng mà mình không có dám chỉ. Đó, làm sao dám chỉ được anh được. Còn nhiều khi nha, có những bạn em cũng hồi hộp bởi vì bất ngờ khi mà có những bạn có những cái
phát kiến, có những cái quân cờ cực kỳ sáng tạo và cực kỳ hay mà mình bất ngờ luôn á. Ủa hai người sao vậy? Đâu có ai không cho nhắc đâu. Nhắc. Ủa? Nhắc là được sao? Không? Là... Lát chị nhắc nha. Được. Mà nhắc sai là hai người nắm tay về luôn. Đó, đó, đó. Hai chị em nhắc, quy định của chương trình là tất cả các bạn sẽ tự tìm đường đi, tự giải quyết. Và chỉ được là phụ huynh của các bạn hỗ trợ là nhắc nhở cho tất cả các bạn thôi. Kể cả MC của chương trình cũng như là tất cả các bạn cổ động viên đều không được phép nhắc nhở. Em biết rồi, em có nhắc đâu. Nhớ đó nha. Và bây giờ trước khi đến với vòng song đấu thứ 3 này thì Quyên Bảo xin được nhắc lại tất cả các bạn thí sinh của chúng ta. Ở vòng này, tiếp tục hai bạn sẽ cùng song đấu với nhau với một màn cờ caro mà chúng ta đã bố trí sẵn cho tất cả các bạn, là mỗi bạn 10 quân cờ. Các bạn được quyền di chuyển những quân cờ đó để làm sao ai mà có 5 quân cờ hàng ngang, hàng dọc hoặc là hàng chéo trước, người đó sẽ là người chiến thắng. Và trong quá trình chơi, nếu như mà chúng ta đã sử dụng hết 10 quân cờ, các bạn có quyền sử dụng lại những quân cờ trên bàn cờ đã sử dụng nếu cảm thấy nó không còn khả dụng nữa. Và bây giờ cả hai bạn thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng cho phần thi đấu này chưa? Vậy mời hai bạn bước vào vị trí này để chúng ta sẽ cùng quánh xù xì để tìm xem ai là người chiến thắng sẽ được đi quân cờ đầu tiên. Cố chuẩn bị. 1, 2, 3. Kính thưa quý vị, như vậy là quân cờ đầu tiên sẽ được đi bởi bạn Tiến Dương. Mời bạn. Và bây giờ quân cờ đầu tiên của Tiến Dương cũng đã được đặt xuống bàn cờ. Cả hai bạn thí sinh lưu ý giúp anh là khi một bạn bước xuống thì bạn còn lại bắt buộc phải đứng ở trên này. Hai bạn sẽ không được đứng một lượt xuống dưới bàn cờ nhé. Và quân cờ thứ hai đã được Tiến Dương đặt để một vị trí rất là chắc chắn. Sẽ là rất dễ dàng cho cả hai thí sinh của chúng ta. Nhưng tôi tin chắc rằng ở quân cờ thứ ba, thứ tư trở đi thì tất cả các bạn phải có sự suy nghĩ thật kỹ càng và tính toán từng đường đi nước bước của mình nhé. Và bây giờ chúng ta đã nhìn thấy có một sự khác biệt nhỏ trong cách chơi của hai bạn này. Thay vì chặn ngay từ đầu ở những quân cờ đầu tiên thì các bạn ấy giống như đang đuổi theo nhau bằng hai đường thẳng song song. Đúng rồi. Và phần thi này cần sự chính xác, tỉ mỉ và cẩn thận hết sức có thể, bởi vì việc đặt để cũng như là cầm nắm chỉ duy nhất diễn ra một lần và không có lần thứ hai, đúng không và Bảo? Và tất cả các bạn thí sinh trong quá trình chơi, các bạn cũng lưu ý giúp anh là các bạn có quyền được nghe theo sự hỗ trợ từ phía gia đình của mình, theo sự hướng dẫn của bố hoặc mẹ nhé. Tuy là nghe hướng dẫn nhưng mà Vi vẫn khuyến khích các bạn, nếu mà các bạn rối quá thì hãy tin vào chính bản thân, nghe con tim của chính mình, bởi vì nhiều khi con tim của chính mình và chính bản thân mình sẽ là lựa chọn đúng đắn thì sao, đúng không? Nhưng mà đôi khi các bạn ấy sẽ không đủ bình tĩnh trong thời điểm này để quyết định là chọn con tim hay là nghe lý trí. Và chị mong là các em sẽ giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối và tập trung vào phần thi của mình. Và tính đến thời điểm hiện tại thì như chúng ta cũng đã thấy thì cả hai bạn thí sinh Minh Đức và Tiến Dương của chúng ta đã sử dụng hết 2/3 quân cờ của ban tổ chức chương trình đưa cho tất cả các bạn. Minh Đức cố lên, Minh Đức cố lên. Các bạn hãy tính toán thật kỹ từng đường đi nước bước của mình nhé. Và bây giờ quá wow, giờ cuối cùng, xin chúc mừng Tiến Dương. Và cho hỏi bạn Tiến Dương một tí là trước khi bắt đầu phần thi này thì bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng gì chưa ạ? Em cứ đi theo bản tính của mình. Bản tính. Còn bố thì bố có giúp gì cho Tiến Dương không ạ? Ba chỉ có cổ vũ cho Tiến Dương thôi, chứ còn Tiến Dương nó đi là nó hình thành trong đầu rồi, nó đi như thế nào đó là cái phương án của Tiến Dương. Cả hai bạn đều đã không tái sử dụng những quân cờ của mình và điều đó cho thấy rằng các bạn đã có sự tính toán rất kỹ lưỡng từ trước. Và bây giờ Nguyên Bảo xin mời quay trở lại sân khấu này những thí sinh ở những vòng thi trước cũng như là phụ huynh của tất cả các bạn cùng đến đây chung vui với tất cả các em. Xin mời ạ. Và một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức chương trình, cảm ơn tất cả quý vị phụ huynh cùng với tất cả các bạn nhỏ đã dành thời gian tham gia trong một môi trường hoạt động thể thao cùng với tất cả các bạn nhỏ như thế này. Hy vọng đây sẽ là một sân chơi mang lại thật nhiều điều bổ ích cho tất cả các bạn. Và kính thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại tập phát sóng ngày hôm nay, như vậy là chúng tôi cũng đã tìm ra được 16 bạn thí sinh, phải nói là xuất sắc nhất.
và có thể lực mạnh nhất để bước tiếp ở những vòng thi sau. Và chỉ còn 2 tấm vé duy nhất nữa thôi, và chúng ta hãy đón chờ xem ai sẽ nắm trong tay 2 tấm vé này vào lúc 19 giờ thứ năm tuần sau trên kênh HTV7 quý vị nhé. Còn bây giờ Nguyên Bảo, Tiết Oanh và Thúy Vy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.